Cho mình vậy? Em cũng không biết nữa, em nghĩ là dì Ngọc á. Ừ, anh thấy dì Ngọc tội ghê. Nếu ba mình lấy dì Ngọc, chắc ba sẽ lo được cho dì. Tụi mình thì lo cho cô tí. Ủa, đúng rồi. Ê chết, bây giờ trễ giờ rồi. Còn phải đi qua quán phụ bé Na dì Hương nữa. Còn bịch xoài này sao hai? Thì mang đi luôn, hai đứa. Hả? Hai đứa đi đâu vậy? Dạ. Dạ không có gì nữa gì. Con chào gì nha. Có chuyện gì? La 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 la. Ủa? Ủa? Hả? Trời, đang tính qua ăn mà thấy cảnh này. Chắc thiếu nợ nên bị người ta qua đập phá quán đi bạn. Thôi, đi ăn quán khác cho lành. Chắc có chuyện gì đó. Coi chú đợi một chút, ở lại đây ăn nha. Thôi, đang đói mà chờ gì. Còn mấy đứa nữa, giúp đỡ ai thì giúp, đừng có giúp mấy người thiếu nợ biết không. Thấy thương quá à. Dạ không phải đâu cô. Bà không biết hay giả bộ khờ vậy. Nhiều khi mấy đứa nó với bà chủ quán là một ruột á. Nhìn vậy chứ có khi lại chăn dắt lợi dụng trẻ em á. Dạ không có đâu cô. Bà nói đúng rồi đó. Thôi tránh xa mấy cái chỗ phức tạp này ra đi. Đi lẹ. Thôi đi. Dạ bà cộng mang quả. Thấy vậy mà phải vậy. Không mấy giờ mình đi kiếm dì Hương với bé Na liền. Anh nhớ là nhà dì Hương với bé Na ở bên kia kìa. Đi, mình đi. Mẹ ơi. Chắc mẹ đau lắm hả mẹ? Không, tay mẹ bị phỏng có chút xíu à. Chắc mấy bữa nữa là hết rồi con. Vậy để con ra nhà thuốc mua cho mẹ thuốc sức phẩm nha. Na ơi, em ở đâu vậy Na? Ai tìm con kìa Na? Dạ, chắc là anh Lâm Trường đó mẹ. Mẹ để con ra coi thử nha mẹ. Ra rồi vô liền nha con. Dạ. Anh coi nè, mấy người đó là mẹ em bị như vậy nè. Dì ơi, dì có đau lắm không? Tại dì chắc mấy bữa nữa là hết đau à. Con đừng có lo, lát nữa dì nói Na đi mua thuốc trị phỏng cho dì. Dạ dì ơi. Nhà gì có nhà đam với là nghệ không vậy? Nhà đam với nghệ hả? Dạ. Có, mà chi vậy con? Dạ, dì yên tâm đi. Anh con á là thầy Lan nhí giỏi lắm.
Dạ Nam, em có chồng ở ngoài kia kìa. Để em vô trong lấy ngựa cho anh nha. Ừ. Tâm, hai anh em mình đi ra cắt nha Nam. Dạ. Liệu có bị tổ trát như hôm bữa Mỹ Tâm nó hát không trời? Con định làm cái gì vậy? Cái này á là Nghệ với lại Gia Đam, con mới trộn lại với nhau. Con đắp lên cái vết phỏng cái gì chắc chắn nó sẽ dịu xuống. Thôi 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 thôi, không được đâu con. Cái này á là dì bị phỏng, để cho Na nó đi mua thuốc trị phỏng bôi cho dì cho chắc ăn. Cái này á là kinh nghiệm dân gian, chắc chắn là hiệu quả. Là ông nội con truyền lại, dì cứ tin tưởng anh con nha dì. Dạ đúng rồi đó dì. Với những cái vết phỏng như vậy mà chưa có rộp lên á, chúng ta phải lấy Nghệ với lại Nha Đam đắp vô cái vết phỏng, chắc chắn nó sẽ dịu liền rồi dì. Dì đợi xíu nha. Không sao đâu dì. Rồi với Mỹ Tâm không biết có sao không nữa. Trường ơi, Tâm ơi. Tụi mình phải nghĩ cách giúp dì Hương và bé Na thôi. Ờ, đi về rồi anh nghĩ cách sau. Không mấy bây giờ mình qua dọn dẹp giùm hai người đó đi. Trường, Tâm. Hiền, con chào dì Hiền. Hai đứa con làm gì ở đây? Dì làm cái gì vậy? Đi theo dì. Dì muốn tụi con ra. Dì muốn tụi con ra đi. Dì làm gì vậy? Làm trường. Đúng đó, anh con ơi đúng đó. Hôm nay dì không nói gì với tụi con nữa. Ai cho tụi con đi lung tung? Đã vậy còn giúp người có hoàn cảnh phức tạp nữa hả? Tụi con giúp có gì là sai đâu. Dì không hiểu gì hết trơn á. Sao dì lại không hiểu? Hôm nay dì phải giao hai đứa cho ba xử mới được. Dì buông ra coi. Dì đúng là đồ đáng ghét mà. Làm chuột. Nè, có chuyện gì vậy? Chú Tài. Chú Tài cứu tụi chú con. Chú Tài ơi, cứu tụi con. Cứu tụi con, không mua phù thủy đi. Ở đây làm gì có ai là mua phù thủy? Dạ là dì Hiền á. Dì Hiền là thiên thần đó con. Nó bậy đi à. Hôm nay bằng giá nào dì cũng phải đưa hai đứa đi gặp ba mới được. Có chuyện gì vậy? Ba cứu tụi con đi. Hai đứa lại gây chuyện gì nữa đúng không? Dạ không, tự nhiên tụi con chưa làm gì hết. Dì Hiền nắm tay tụi con, lo tụi con đi gặp ba nữa. Anh hỏi hai đứa tụi nó đi. Em giao tụi nó cho anh đó. Hôm nay mém chút nữa là hai đứa tụi nó gặp nguy hiểm rồi. Anh Thuận nè, chuyện ở đây anh tự giải quyết nha. Nhớ là đừng để ảnh hưởng tới công việc. Không mấy thì anh đưa từ nhỏ qua quán cà phê nói chuyện đi. Tôi vô làm việc à? Tôi biết rồi. Hai đứa đi theo ba. Hiền. Hiền. Có chuyện gì vậy anh Tài? Sao anh thấy Hiền có vẻ lo cho tụi nhỏ nhạo Thuận dữ vậy? Con của đồng nghiệp, em quan tâm là bình thường mà. Không có gì là tốt rồi. Vậy mà anh cứ tưởng là Hiền với Thuận có gì đó chứ. Anh mới là có gì á. Gần đây anh cứ đi theo em làm phiền. Em không có thích như vậy đâu nha. Thì tại vì anh quan tâm. Anh anh yêu quý Hiền cho nên anh mới như vậy. Yêu quý á thì cũng phải giới hạn một chút. Em nói như vậy mong anh hiểu cho. Chuyện vừa rồi là sao? Kể lại cho ba nghe. Dạ, vừa rồi xảy ra chuyện là
Hôm nay tụi con có đi ra quán gì, là cái gì hôm bữa giúp tụi con lên thành phố đó. Tụi con thấy quán gì ế quá nên tụi con mới hát vài bài thiếu nhi cho vui thôi mà. Cái gì? Tụi con ra ngoài đó hát vài bài thiếu nhi cho vui hả? Trời đất ơi. Dạ. Trời ơi, con làm cái gì vậy trường? Rồi sau đó sao nữa? Thì bữa nay tụi con ra, con thấy mấy cái người khác á qua đập quán của dì, nên tụi con vô phụ dì dọn dẹp lại. Lúc đó tự nhiên dì Hiền đi vô, nắm tay tụi con, kéo tụi con thẳng một mạch về tới đây, đòi gặp ba cho bằng được. Ba còn nghe hai đứa gọi dì Hiền là mụ phù thủy đúng không? Tại vì ấy giống mồ. Trường với Tâm nè, con có biết tụi con gọi như vậy là hổn với dì Hiền không hả? Nói tóm lại, cái ý mà tụi con muốn giúp người khác là ý tốt, nhưng mà tụi con không hỏi ý kiến của ba, không hỏi ý kiến người lớn, như vậy là sai rồi. Ba còn không biết là tụi con đang giúp người tốt hay người xấu nữa kìa. Con chắc chắn dì và bé Na là người tốt mà. Lại còn Na Ná Na nào nữa? Dạ, bé Na là con của dì Hương đó bà. Nói tóm lại, trước khi ba kiểm chứng chuyện này đúng hay sai, thì tụi con phải tạm thời ngưng cái chuyện giúp đỡ người khác lại. Hoàn cảnh của dì ấy và bé Na tội nghiệp lắm. Mỹ Tâm nói đúng đó bà. Đã vậy, hôm nay dì Hương còn bị phỏng tay nữa. Tự nhiên, cái đám đó xông vô đập quán của dì, trong khi đó dì có làm gì đâu. Trên đời này không có chuyện gì mà tự nhiên hết. Tụi con suy nghĩ còn đơn giản lắm. Bà dặn tụi con thế nào? Ở đây là thành phố, chứ không phải giống như dưới quê mình, xung quanh toàn là người lạ thôi. Tụi con tự ý đi ra ngoài giúp đỡ người khác như vậy, lỡ gây ra chuyện rồi ba biết tính làm sao đây? Dạ. Dạ. Nói chung á, là bà đã nói rồi, tụi con phải tạm dừng cái chuyện giúp đỡ người ta lại. Có nghe lời ba không? Dạ. Không giúp thì tụi con sao không giúp? Con mà không nghe lời ba đó, là ba gửi hai đứa về dưới quê đó nghe. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ hai đứa muốn ăn gì để ba mua. Dạ, con không có muốn ăn gì hết đó. Ba với lại Mỹ Tâm ăn đi, con thấy no rồi. Trương, hai không ăn thì con cũng không ăn. Thôi con về đây. Tâm, hai cái đứa này. Ủa, giờ này mà hai vẫn còn tâm trạng để nấu ăn luôn hả? Không nấu thì sao? Chưa ba về, ba cũng phải ăn cơm mà. Rồi ba còn phải giám sát cho tụi mình nữa đó. Em cứ tưởng là hai giận ba luôn rồi chứ. Thì ba nói đúng mà. Nhưng mà hai chỉ buồn cái á, là ba tin lời dì Hiền, không có tin lời tụi mình. Em chỉ lo cho dì Hương và bé Nà. Em tin á, hai người đó chắc chắn không phải là người xấu. Hai cũng tin vậy á. Thôi, đợi mấy ngày nữa đi, rồi xin ba, hai anh em mình đi ra thăm mấy Na với lại Di Hương nha. Dạ. Cái bánh này nè, mẹ tao mới mua, bao xịn luôn. Phải đá thử mới biết chứ. Thôi đá đi. Tù si. Tù si. Rồi, thua rồi. Rồi, chia ra đi. Nè, chuyền đi, chuyền đi. Chuyền đây. Xuống đây.
có chuyện gì xảy ra vậy tụi con? Ba, cái bạn đó đó, mẹ nói với Banh vô phòng mình mà bạn không biết xin lỗi. Mẹ ơi mẹ, có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Mẹ, thằng này nè, nó ngang ngược lắm. Tụi con không may đánh cho Banh vào phòng của nó, vậy mà nó nhất định không chịu trả cho Banh cho tụi con. Chị Khanh. Hả? Đây là con trai chị hả? À, đây là Quang, con trai tôi á. Con, cho cô xin lại trái Banh cho thằng Quang nha. Không rồi, bạn nó ngang ngược lắm á cô. Bạn nó đá cho Banh vô phòng con mà bạn không biết xin lỗi. Đã nói không mày nha. Trường, trả trái Banh cho bạn đi con. Không. Con trả đi, cô cảm ơn con. Con nghe bà nói không? Trả trái Banh cho bạn. Cảm ơn con nha. Nè, chơi tiếp tụi bay. Ừ. Nè, trời nắng mà còn đá Banh cái gì nữa. Đi vô nhà ăn cơm rồi còn ngủ trưa nữa. Nhưng mà con muốn đá Banh mà mẹ. Nghe lời mẹ đi, mai mẹ cho đi khu vui chơi nha. Dạ. Thôi bữa sau mình đá nha. Ủa gì kỳ vậy? Chính mày rủ tao đi đá Banh mà. Được rồi, bạn đã nói bữa sau thì để bữa sau đi. Con cũng lo, con về con ngủ phần con đi. Dạ. Dạ thưa cô, con về. Ừ. Quang, qua nhà tao đi chơi mà đi. Không thưa ai hết. Ừ. Vậy đó hả? Ờ. Mấy cha con anh thông cảm nha. Tại vì thằng Quang á được chiều từ nhỏ nên giờ nó hư vậy đó. Không có sao đâu chị. Mấy đứa này còn nhỏ mà. Chị cứ từ từ dạy dỗ sao cũng được. Thôi Trường, đi vô ăn cơm coi. À, thôi mấy cha con ăn cơm đi. Tôi cũng về tôi ăn cơm đã. Hai đứa con anh ngoan vậy. Anh là nhất đó nghe. Ba, như vậy không có công bằng. Công bằng cái gì? Đi vô nhà rồi nói chuyện. Có nghe lời ba không? Đi mi tâm. Dạ. Anh hai. Ba, sao hồi nãy ba thấy bạn đó hư như vậy á mà ba không kêu bạn đó xin lỗi? Mà ba còn nạt độ tụi con nữa. Con đâu có làm gì sai đâu. Ba biết chứ sao lại không biết. Nhưng mà cô Khanh, chủ phòng trọ cũng đã nói rồi, là do bạn đó được nuông chiều từ nhỏ, nói mình thông cảm là còn gì nữa. Nhưng mà như vậy là bất công với con lắm. Thì ba cũng biết mà. Nhưng mà ba chỉ dạy tụi con thôi, chứ ba đâu có dạy con của người khác được. Thôi mà, ăn cơm đi con. Con không ăn đâu. Mỹ Tâm. Dạ. Xuống phụ ba dọn cơm đi con. Dạ ba. Mỹ Tâm. Dạ. Ai làm cái món này mà ngon quá vậy con? Dạ. Trường, ra đây ăn cơm nè con. Ra ăn thử cái món thịt kho này. Con kho có ngon không? Để em bới cơm cho hai nha. Thôi khỏi đi. Đưa đây, hai tổ múc cơm. Tâm. Trường, nghe ba nói nè. Dạ. Bây giờ mình biết cái bạn nó như vậy rồi, sau này con cứ tránh xa bạn đó ra. Mà cũng tại con không đó. Cái chỗ này á là hai đứa con cứ nằng nặc đòi thuê. Bây giờ trách ba là sao? Mà ba thấy á, ở đây cũng tốt mà. Chỉ có điều là phải ở chung với chủ, hơi bất tiện một chút thôi. Đúng không Tâm? Dạ, tụi con cũng thích ở đây. Trừ anh Quang ra, ai cũng dễ thương hết đó ba. Em nói đúng đó ba, con cũng thích ở đây. Con thích đúng không? Dạ. Ăn cơm đi. Con mà nói được như vậy á là ba cũng yên tâm rồi. Ăn cơm ha. Dạ. Đưa chén đây. Dạ, con cảm ơn ba. Rồi, tới nhà rồi nè. Để mẹ đỡ coi chừng té đó. Con phải qua chơi với anh Trường với chị Mỹ Tâm. Mẹ đã hứa rồi mà mẹ không cho đi vậy trơn. Mẹ mới lãnh lương tháng này, mẹ mới có tiền mẹ mua quà cho anh chị chứ. Ai mà đi tay không, kỳ thế mồ à. Mà trước khi con muốn đi qua đó chơi á, là con phải đi vô nhà tắm rửa, ăn uống đàng hoàng mẹ mới cho đi. Ở đó mà nói mẹ. Chán mẹ ghê. Chán rồi làm gì tôi ghê. Ghét rồi làm gì tôi. Rồi, vô đi con. Hy vọng hai đứa nhỏ sẽ không chơi quà mình tặng. Thôi kệ cô ít lòng nhiều đi ha. Cái nét này á, con phải kéo dài nó xuống rồi mới móc nó lên. Dạ. Cốc cốc cốc. Dạ, con chào gì?
À, chào ba cha con nha. Con chào Bác Thuận, em chào chị Mỹ Tâm, em chào Lâm Trường. À, mấy bữa dì kêu là qua thăm nhà mới, nhưng mà đi làm về trễ quá cho nên là không có ghé qua được. Hôm nay em mới có thời gian. Nè, dì qua thăm tụi con, dì có chút quà nữa. Dạ, không sao đâu dì, dì dẫn cô Tí qua đây chơi là tụi con vui lắm rồi. Tâm nó nói đúng đó, mình còn làm hàng xóm với nhau dài dài mà. Thôi, mời hai mẹ con vô nhà nha. Dạ, vô con. Nè, dì có quà cho hai anh em, hy vọng tụi con thích. Ơ, thiệt hả dì? Wow, cảm ơn dì. Để Bác Thuận khui bánh cho cô Tí ăn nha. Dạ. Dạ. Nè con. Dạ. Ăn giỏi nha. Con cảm ơn bác. Hôm nay vui vậy á, cả nhà mình chụp tấm hình kỷ niệm ha. Dạ. 1, 2, 3, cười. Đẹp quá. Tắm nữa nha. Dạ. 1, 2, 3. À, mà con có một bí mật muốn kể cho dì nghe. Dì đừng kể cho ai nghe hết nha. Bí mật không phải để bật mí ha con? Vậy thôi con không kể cho dì nghe đâu. Dì chọc con thôi à. Kể cho dì nghe đi, dì sẵn sàng nghe rồi nè. Bí mật đó là con muốn dì Ngọc làm mẹ kế của tụi con. Sao con lại muốn như vậy? Bởi vì con thấy dì Ngọc rất hợp với ba tụi con. Hai người đẹp đôi quá chừng, dì không thấy vậy hả? Vậy cũng được. Xong rồi. Hình đẹp không ba? Đợi ba chút. Dạ. Nè, tụi con ăn đi. Trường, bánh ngon không con? Dạ ngon, cô thấy ngon không? Dạ ngon. À, mà ba ơi, ba vô ăn bánh kẹo chung với tụi con nè. Ừ, ba vô liền. Dạ. Ba ra ngoài nghe điện thoại một chút thôi mà. Ai gọi ba giờ này? À, không có ai hết. Người ta gọi lộn số cho ba thôi. Cô Tí, con ăn hết bánh chưa? Dạ, con xin thêm bánh được không Bác Thuận? Buổi tối không nên ăn nhiều đồ ngọt. Anh Thuận đừng chịu cô Tí nha. Ba, ăn đi ba. Hả? Bánh này dì Ngọc mua ngon lắm. Tí ơi, mẹ nghĩ chắc là mình phải đi về đó con. Để cho Bác Thuận với lại anh chị còn nghỉ ngơi nữa. Mẹ ơi, mới chơi có một chút mà mình phải về rồi mẹ. Ờ, dì ơi, không ấy á, dì về trước đi. Ờ, con có chuyện này muốn nói với cô Tí. Lát nữa con dẫn cô Tí về sau nha. À, vậy thôi, phiền con nha. Dạ. Dì đi về trước. Mẹ về trước, Tí ở đây chơi ngoan nha. Dạ. Thôi em về đây. Dạ, về con nha. Chào dì. Nè, Tí ơi Tí, anh nói nghe nè. Lại gần đây, bây giờ ra hành lang, anh có chuyện muốn nói với em. Con bữa nay sao vậy? Nhìn có vẻ bí ẩn quá vậy. Dạ, có gì đâu ba. Tại con muốn nhờ cô Tí chăm sóc dịch vàng ấy mà. Ủa, vậy hả? Em cũng muốn đi nữa. Đi. Mỹ Tâm. Nhanh lên cô Tí. Mỹ Tâm. Dạ. Đi chơi một lát thôi, rồi về học bài tiếp nha con. Dạ, con biết rồi. Bán ở đây gần nhà mình thì an toàn cho mẹ con mình hơn con. Dạ. Bữa nay con đợi nãy giờ luôn.
nhưng mà vẫn không thấy anh Lâm Trường với lại chị Mỹ Tâm tới, nên con phải đi tìm hai anh chị mới được. Ơi Na. Dạ mẹ. Nè, hoàn cảnh nhà mình như vậy, đừng có kéo mấy anh mấy chị vô nữa con. Dạ mẹ. Hiền, hôm qua Hiền gọi cho tôi có chuyện gì không? Em gọi lộn số thôi, đâu có gì đâu. Hiền, từ nhỏ nhà anh thích món quà mà em tặng lắm. Cảm ơn Hiền nha. Ờ, vậy hả? Khi nào Hiền rảnh á, Hiền qua chơi với tụi nhỏ nha. Đợi khi nào rảnh đi rồi tính. Phương. Dạ. Em ra phía sau phụ mấy anh em đi, để anh làm cho. Dạ. Người gì mà mỗi câu làm lành với người khác cũng không biết nói hay sao? Ảnh nói các con của ảnh rất thích quà mình tặng, nhưng vừa rồi mình làm lớn chuyện với bọn trẻ. Nghĩ lại, chỉ bán hủ tiếu đó đúng là từng giúp đỡ bọn trẻ thiệt. Nếu chỉ là người chăn dắt trẻ em thì sao lại từng gọi cho người nhà hai đứa để đón hai đứa chứ? Mình thiệt tình đúng là lo quá mất khôn. Na, chắc bữa nay hai mẹ con mình ăn hủ tiếu ế trừ cơm nữa rồi đó con. Mẹ ơi, mấy người đó đúng là ác thiệt mà. Bữa nay mới có dịp đem cháu banh mới ra thử nghiệm. Banh xịn tất nhiên phải đáng ngon rồi. Ừ đúng rồi ha. Hình như chúng ta bị chiếm chỗ rồi thì phải. Để coi chiếm chỗ đó banh được bao lâu. Dám chiếm chỗ hả? Yes. Trời đất ơi á, mấy cái đứa này đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Con mắt để ở nhà. Chị. Cô Hương. Chị. Trời ơi, nay tới ủng hộ quán em hả? Ngồi đi, ngồi ăn hủ tiếu. Không có phải, tôi qua đây á, tôi báo cho cô biết kẻ đã hại cô thôi à. Ai vậy chị? Thì chính là cái bà quán hủ tiếu lớn ở đầu đường đó chứ ai. Hai cái thằng hôm bữa đến đập phá quán của cô đó là em họ hàng xa của bà đó. Dạ. Dạ. Rồi sao cô không đi báo công an đi, còn đứng đây làm chi nữa? Dạ thôi chị, chắc em bán ở ngoài đó giành khách của họ nên họ mới làm vậy thôi. Tôi thua cô luôn á, mà tùy cô thôi à. À mà nè, cô bán cho tôi tô hủ tiếu đem về đi, chứ tôi ngồi ở đây á, mắc công tụi nó qua đập phá. Trời nữa ơi, thôi chị ngồi đợi em xíu nha. Cho tôi gửi. Cảm ơn chị. Tôi về. Dạ. À. Ủa, con là ai đây? Dạ, con xin tự giới thiệu, con là cô Tí. Anh Lâm Trường cho con tới đây để phụ mọi người. Giỏi quá à, cô cảm ơn nha. Dạ. Ngoan quá cô Tây. À. Ủa chị hả? Anh Lâm Trường. Chị Mỹ Tâm. Sao vậy? Em có chuyện muốn nói với anh chị nè. Lên đây. Quán hủ tiếu của chị nè, với mẹ của chị ấy đã chuyển vô trong hẻm rồi, vắng khách lắm. Ủa, tay của dì Hương đỡ hơn chưa em? Dạ, dì Hương nói là đỡ rồi, nhưng mà em thấy dì Hương còn đau quá. Làm sao mà tụi chị giúp dễ được? Ừ, ba chị còn chưa cho tụi chị đi ra ngoài nữa mà. Thì tụi mình phải tìm cách, thiếu gì cách.
em biết rồi, em cũng có tài vẽ lắm. Hay là bây giờ tụi mình đi vẽ tờ rơi quảng cáo đi, cho mọi người biết. Ừ, anh thấy cái này cũng hay đó. Chuyện này phải nhờ tới cô Tí rồi. Chuyện nhỏ anh cứ giao hết cho em. Nhưng mà em thấy á, người lớn á hay quay clip quảng cáo đồ ăn. Hay là chị Mỹ Tâm quay đi. Quay clip quảng cáo hả? Ừ. Nhưng người ta thì ăn trực tiếp, còn chị với anh Lam Trường thì đâu có được đi ra ngoài đâu mà quay. Thì tụi mình không ăn được ở ngoài, mua đồ ăn về quay clip đúng không? À, dạ đúng rồi. Ừ. Treo vẫn còn nguyên ở đây ta. Không lẽ từ hôm qua tới giờ tụi nhỏ không ghé tới? Mấy ngày nay anh với tụi nhỏ sao rồi? Anh không có cho tụi nhỏ đi lung tung nữa, bắt ở nhà học bài. Anh Thuận nè, giờ em nghĩ lại, chị Hương không phải là người xấu đâu. Chị Hương nào? Chị Hương bán hủ tiếu mà tụi nhỏ muốn giúp đó. Anh có nhớ không, chính chị Hương hồi đầu điện thoại báo cho anh biết để anh tới đón con anh á. Vậy à? Vậy là đúng như lời của Trường nói. Để anh tranh thủ chạy qua đó coi sao, xem người ta có chuyện gì không. Nếu được, coi như anh phụ giúp người ta phần nào. Tính ra họ cũng là ân nhân của ba cho con anh mà. Anh để em đi cho. Dù gì em cũng là con gái, nhiều khi người ta cởi mở hơn với em. Ừ, cũng đúng. Vậy chuyện này nhờ em nha. Ừ, thôi anh đi về đi, để mấy đứa nhỏ đợi đó. Ừ. Em về nha. Hiền. Ừ? À, em về một mình cẩn thận nha. Ừ. Dạ con chào chú. Ừ. Dạ con chào ông. Qua đây ông Biểu. Dạ. Nè, mấy bữa nay mấy đứa nhỏ con bác Thuận có bị bệnh gì không? Sao mà không thấy vô giường chơi vậy? Dạ không phải vậy đâu. Vì bác Thuận bắt mấy anh chị ở nhà học bài nên không có qua giường nhà ông chơi được đó. Vậy hả? Ừ. Vậy con chào ông chút nha. Chính là hàng xóm của tụi nó. Con có chịu khó con đem túi trái cây này qua cho mấy đứa tụi nó giùm ông nghe chưa? Đảo vậy ông? Vậy phần của con đâu? Ừ, thì trong đây có 4-5 trái lận, mấy đứa ăn chung với nhau đi. Ừ, 1, 2, 3. Vậy cũng tạm được á. Ủa, trái cây này sao quen quen quá ta? Không lẽ trước giờ người treo trái cây ở trong lều cho tụi mình là ông, không phải gì Ngọc? Cái gì? Anh chị nói gì? Mẹ em mua trái cây cho mấy anh chị hả? Không phải đâu. Mẹ em mới về đây á, kẹt tiền thế mồ. Vậy tính ra ông cũng dễ thương quá ha. Ê, không ấy á, sẵn tiện có trái cây ở đây, mình làm món tráng miệng cho clip ngày hôm nay luôn đi. Ờ, ý kiến hay á. Dạ, để em quay cho. Có anh chị khác ăn đi. Ờ. Đồng ý. Xin chào các bạn, mình á là ca sĩ Nhí Mỹ Tâm. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một món ăn phải nói là ngon nhất nách luôn. Đó chính là món hủ tiếu dì Hương. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nha. Nó thơm gì đâu luôn á. Còn đây, đây là anh trai mình Lam Trường. Anh sẽ thưởng thức cùng mình món này nha. Xin chào cả nhà, mình là Lam Trường. Hôm nay mình cùng em gái mình thưởng thức. Ý lộn, cả nhà nhớ cô Vũ nha. Ăn mà cũng phải cổ Vũ nữa hả? Ừ. Thôi, vô tiết mục chính nè. Ừ. Xin mời cả nhà. Đây, hủ tiếu, ngon. Mà không có bị bở luôn. Ăn cho em miếng người.
một miếng thôi. Thôi đang quay mà, lát nữa anh cho nha. Ừ, chị tâm cho miếng ơi. Đợi xíu ơi. Đang quay mà xin cái gì? Đợi xíu chị cho. Chị xin một miếng thôi mà. Thôi đang quay mà, lát nữa anh cho nha. Rồi rốt cuộc có nên đăng cái clip này lên không vậy trời? Sao mà không quay nhân vật chính, toàn là quay tô hủ tiếu mà. Thôi có sao đăng vậy đi hai, tụi mình đâu có nhiều hủ tiếu đâu mà quay. Ngon quá ha anh. Nhìn ngon thiệt anh ha. Quá thằng quá. Chẩn thiệt luôn. Quá thiệt. Tắm qua đây. Anh tắm, anh tắm. Qua coi nè. Ui nhìn thấy hấp dẫn ghê luôn á. Ngon ghê ha. Chắc mình đi ăn quá. Ừ. Coi nè. Đặc biệt á là hủ tiếu sa tế. Ai hủ tiếu hả? Ừ, sa tế. Hủ tiếu thịt ngon quá. Ừ, đưa món cho mình đi ăn luôn nghe. Nhìn thèm muốn ăn nha. Ừ. Cái lớp rặn dưới chỗ quay vậy thương quá à. Ê bà, ê bà. Gì 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 gì? Chuyện gì? Thấy cầm hủ tiếu là cũng ăn liền nè. Hủ tiếu sạch tên ngon thiệt ghê. Bán hết hôm nay á, mà ế nữa là ngày mai mẹ dẹp quán luôn á. Sao mẹ buồn vậy mẹ? Thì dẹp xe hủ tiếu, đổi nghề khác kiếm tiền nuôi con chứ sao. Quán hủ tiếu trên lớp nè. À đúng rồi. Mẹ ơi, cái khách mẹ ơi. Ờ chị, dạ? Đây có phải là quán của dì Hương không? Dạ đúng rồi ạ. À. Lấy ghế đi con. Ngồi đi. Dạ em mời các anh chị ngồi. Đi chỗ. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ mấy anh chị ăn gì vậy? Cho ba tô khô đi bà chủ. Dạ. Ủa mà sao mấy anh chị biết tới quán em vậy? Thì coi trên mạng đó, có hai đứa nhỏ tên gì như ca sĩ review á. Ờ đúng rồi. Dễ thương kinh khủng luôn. Có thằng nhóc tròn do đứng quay phim nhìn thèm thuồng, thấy ghét luôn. Dạ dạ. Bà chủ ơi cho ba tô liền đi bà chủ. Dạ. Đói bụng lắm rồi. Đi bà chủ. Dạ 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 em làm liền. Từ từ cũng được bà chủ. Mà là không, xem thử tô hủ tiếu giống hai đứa nhỏ ăn trên clip á, có gì đặc biệt, có ngon thiệt gì không? Dạ dạ ngon mà. Quán em bán hủ tiếu là bao ngon. Mấy anh chị đợi xíu nha, em làm liền. Dạ, dạ. Của mẹ con. Bà chủ dạ. Ngon quá trời. Ờ. Thì ra bọn nhóc vẫn luôn tìm cách giúp hai mẹ con nhà đó. Bữa nay khách lại đông nên là để em đợi lâu, xin lỗi em nha. Có gì đâu chị, quán đông thì tốt mà chị. Cũng nhờ mấy đứa nhỏ nhà em hết á, chứ không á quán xá nó cũng không được đông vậy. Có gì em chuyển lời cảm ơn của chị tới giùm mấy đứa nhỏ nha. Mấy đứa đó là con của bạn em thôi, nhưng mà em sẽ chuyển lời giùm chị. Cảm ơn em nha. Na, con chị 5 tuổi rồi đó. Nhờ nó mà cũng phụ giúp chị được nhiều việc lắm. Mà chị nè, nhìn thấy con bé mới 5 tuổi thôi, nó nhỏ quá mà phải lo toan như người lớn như vậy, tội nghiệp quá à. Cũng đúng. Tuổi của Na đáng lẽ ra chỉ có ăn với chơi thôi mới phải. Mẹ ơi mẹ, sao mẹ buồn vậy mẹ? Hôm nay bán được nhiều khách mà mẹ. Ngồi đây với mẹ. Mẹ cảm ơn Na nhiều nha. Nếu như mà không có Na, mẹ không biết phải làm sao nữa. Bé Na thấy thương quá. Na của mẹ là giỏi nhất. Con chào chú. Ừ, chào con. Chú cho gọi con có chuyện gì không chú? À, về cái chuyện mà đối tác mới, thằng Tài nó mới tìm về. Có gì quan trọng không chú? Con ngồi xuống đi cái đã. Chú đọc thông tin của Tài đưa cho chú rồi. Tất cả thông tin đều rất chung chung về đối tác mới này. Có điều lạ là trước đây đối tác này không có làm gì về thủ công mỹ nghệ hay là đồ gỗ gì hết. Tự nhiên bây giờ chuyển hướng nên chú thấy nó cũng hơi kỳ lạ. Con cũng thấy vậy. Đối tác lần này họ đặt một số lượng lớn hộp gỗ với giá cao. Con thấy hợp đồng lần này nó khá đơn giản và dễ dàng. Con cũng thắc mắc như vậy với anh Tài. Anh Tài có giải thích với con cũng hợp lý nên con cũng không hỏi nữa.
Mà để yên tâm, chắc chuyến này con phải lên Tây Nguyên để thực địa một chuyến rồi. Chuyện đó thì con làm được. Chỉ có điều là con vừa mới quay lại xưởng làm việc, sợ không có con anh em sẽ bê trễ công việc. Việc ở xưởng con cứ để chú với Hiền lo là được rồi. Con cứ đi lo việc tìm hiểu đối tác cho chú là được. Dạ. Để con sắp xếp công việc, ngày mai con đặt xe đi luôn. Con đi đi. Dạ, con nghe nè ba. Con cho ba nói chuyện với Gia Huy được không? Ba nhớ nó quá. Gia Huy đi học Anh Giang chưa có về đó ba. Hay là để bữa nào con nói Gia Huy gọi điện lại cho ba nha. Ủa mà quà sinh nhật ba tặng cho nó mà sao người ta trả về vậy con? Chắc tại vì con đi suốt nên không có ai nhận đâu ba. Chứ không phải là chồng con nó không muốn là thằng Gia Huy nhận quà của ba hả? Chuyện quá khứ, dù cho nó có giận ba đến đâu đi nữa thì con cũng không nên làm như vậy với ba. Dù sao ba cũng là người sinh ra nó kia mà. Nghĩ đi thì phải nghĩ lại chứ con. Ba, con xin lỗi ba. Chuyện không phải vậy đâu ba. Ba đừng giận tụi con nha. Thôi, nếu mà tụi con không cần tình cảm của ông già này nữa thì thôi. Không muốn coi ba là ba của tụi con nữa thì từ nay về sau ba không làm phiền vợ chồng tụi con nữa đâu. Ba ơi ba. Ba. Cò dẹp, cò dẹp. Anh Trương, anh chị ta, chị ta. Gì vậy? Cái gì vậy bé Na? Cô Tí. Ủa, chị chơi gì vậy? À, hai anh chị chơi là cò. Ủa Na ơi, hôm nay em không đi phụ bán cho mẹ em nữa hả? Dạ, mẹ em nói từ bây giờ em chỉ phụ mẹ 2 tiếng một ngày thôi. Thời gian còn lại là để em rèn chữ với lại chơi với mấy bạn cùng tuổi. Trời ơi, đã vậy. Vậy em chơi nhảy là cò với chị nha. Dạ, em cảm ơn chị, em thích lắm. Vậy em chơi đi. Ủa, mà bé Na ơi, sao tự nhiên mẹ em không cho em phụ nữa vậy? Dạ, tại hôm qua có một dì nào á tới nói chuyện với mẹ em á. Hả? Thiệt hả? Dạ, dì đó tên là Hiền. Hả? Chắc mụ phù thủy nói gì với dì Hương rồi. Ủa, anh ơi, em thấy dì đó cũng đâu có đến nỗi nào đâu. Nhờ có dì đó mà em tới đây chơi với anh chị được đó. Chị là muốn giam lỏng tụi mình ở đây rồi mới gọi bé nào qua đây chơi với tụi mình. Dì Hiền cũng dữ quá ha. Chứ làm sao nữa, hên á, dì Hiền với lại chú Tài là một cặp. Chứ nếu không anh sợ dì Hiền làm mẹ kế của anh rồi. Mẹ em muốn báo với hai anh chị một tin vui. Tin gì vậy? Là quán hủ tiếu của mẹ em đông khách hẳn luôn. Đã vậy? Dạ, là vì cái clip á mà hai anh chị làm về món hủ tiếu á. Nhưng mà em cũng có công rồi đó nhờ. Hả? Ai cũng khen em, chỉ có anh chị chê em mà. Ai cũng khen thiệt hả? Thiệt chứ sao trời. Vậy hôm nay vui quá rồi. Vừa giúp được bé Na, vừa giúp được dì Hương nữa. Yeah. À, còn một người nữa mình phải giúp. Ai? Ông với ai nữa? Dạo này em thấy buồn lắm mà em không biết vì sao hết á. Dì cho tay nhé.